vì nấu phương nấu thảo tại thần biển năm canh có năm du khách mà ngày sáu khách có sáu du thần tần vàng tổng tây nam bắc nấu phương nấu thảo tổng lấy đáo gió lắm tiền đường họ tài thượng thật chân là tâm văn lưng xa tiếp chịu không gì giác thân là tánh tỳ kheo thích sướng lộ thế dân là lắm dân bê chủ thế bác tử bê giảng thân là kỳ hội niên Phật dập thế dân các ngài về đây tặng hương.